Chào các bạn. Hôm nay mình đi rừng nữa các bạn. Chú giảng đường nhỏ mà này. Chào con, dạ, chào cô chú. Chú. À, là coi như là hai cha con mình đi các bạn. Chú cho bữa giờ vừa không dữ quá. Hôm bữa cái video hai cha con mình đi bữa kia em kìa đó ba chưa lên bài mà. Hai cha con mình biết quay lại vừa không ấy. Dạ. Dạ không dữ lắm các bạn. Bây giờ là cha con mình chung bụi đây. Ngâu đây. Sáng giờ bây giờ chung bụi ngâu. Gặp cái cho mồi. Chuẩn bị đào nha. Cũng kích cái cành xuống coi. Cho mồi trái nha. Ở ngoài dòng vô thấy trái rậu á. Giờ chung vô. Đây. Cái đọt này xuống con. Kéo xuống thấy không? Cái kéo bà này nè. Bà này. Đấy. Cho cái bụi. Một bụi. Như bụi mía thằng đó đào bậy cái cành đầu ngón tay ra đấy đấy đứng đấy thầu ha đụng đầu phải cành này ra cành to cả đây đây cái cành thẳng thẳng đó trời ơi chưa có cành quay cành quay cành quay cành quay cành to quay đây mới sao bụi vậy wow. Chứ cái cành đây cành gì con cái hồi đen cái cành cao chút đừng cái đấy khó đứt ờ cái đấy giải ôm sát cái kéo vô cái kẹo nát cái kéo hết còn gì nữa chắc cái kéo khỉ bỏ sát vô trong cậy kéo á đó vậy đó sao được con kéo còn cái kẹo kéo vậy không được rồi đưa tay cái ra hãy cầm mấy đây mấy là đàn quỳ không ạ cái cảnh giải mà cái được mà là anh vậy con này trời đâu giấy mà cái bập bằng cái được cái gọi tội mà làm gì vậy? Còn kéo xuống là sập xuống nữa, nào sắp nữa. Đây, tôi mồi đang cái trái này. Chứ hồ, quay quay trái hiểu. Cái bự rồi. Bự. Anh chứ ngon. Cái chua ngọt ngọt, hơi nhanh chóng. Hình như thấy không có chua. Anh không có chua. Nó nhận, bữa nay nó ngọt hả không? Dạ. Một cây tôi mồi trái. Hè do giống bên này ngọt không? Đây rồi bộ. Đây. Đây. Cái này còn sống à. Dọn đi con. Con dọn đi. Dạ. Nhưng mà dọn đưa mẹ. Đấy, dọn đi. Bấm cái dây ra. Bấm cái dây ra. Tụi cái bự xe hơi nhỏ nè. Đấy, thứ tư nè. Làm luôn đi. Không bữa. Giờ mình đi giờ không luôn, các bạn nó phê lắm. Tại đi giờ không cho đời, tụi nó bớt khổ. Cái này hả? Dạ. Hình như không ai đó, kia. Nó lấy bụi ra không này. Chú sẽ kêu dậy không? Thôi đưa cho làm ra. Hãy cầm máy quay. Đưa. Con làm đậu gãy cái của cha nữa. Ngồi xuống. Đưa. Đâu mà. Đồ nặng quá. Cái kêu ông nào chết à. Rồi vui thì cha chết rồi còn lấy gì ăn con. Hả? Dạ. Yeah. Rồi vui thì cha chết rồi còn lấy gì ăn. Ừ. Ta còn sống trong nội bên ta chết rồi đuổi thì ta chết mất kì à, ai như vậy ừ. Hiểu đấy coi cái kích này cả cái kéo nó đứt cạch cạch mà cái kiểu gì ta không hiểu được cái kéo mày có thơ chưa mày ý sức mày bấm nghĩ kéo khí vậy cáo vô cây không mấy đứa bạn dọn ra sao? Dạ. Một con đào. Ăn một tắc ngay. Chút con mình đào. Đào. Đào dữ vô. Cái đó cái rõ không con? Ở đây đấy. Đâu? Đây mà cứu coi. Dạ. À. Đào đi. Mình đào từ hao rồi mà.
coi phòng tay từ từ nha, từ từ cho cái tay ý sức đây làm đậu dọt tay dọt cho nó đó. Cái này đứng chỗ đất đây là coi như đào ra bình đó nè, cho thấy cái đây kết luôn được các bạn, em mà nói cái ngang đó dài, anh em họ dựng hai cây dài, họ trồng họ làm gì không biết, nói chung họ dựng hai cây dài dài, cha con mình đào bậy hai bụi dài dài cho cây đây cái giếng được này. Một mét, hai mét ập được đâu. Sao? Mệt chứ không? Mệt chứ không? Chụp đảo cuốn này. Cười. Cười. Con quay cái đầu chọt kia, con chọt cái chọt cái đứt rửa hai phía. Chọt phía ngoài nó lên nhẫn vô đó đó. Đó, con chọt cái đầu ngoài nó lên nhẫn vô, chọt cái đứt hết rồi, nó gọn. Chọt đứt hết trời, nó mới khôi mét cái lưỡi cuốc mình. Cái nào chọn được ấy, chọn được cái kết. Sao? Mệt hen. Mới đào chút mà mệt như vậy. Cô gai dưới chân ra. Cô ngồi xuống, có cái cây nó chọt vô mông bây giờ. Còn ngồi xuống thì cái cây nó chọt vô mông cái, đâu có để ý. Ở trên ngồi xuống nó chọt cho một cái, nhảy động đóng. Sao nhắm bao lâu nữa lên? Con đỏ đào bao lâu nữa đào lên nó? Chưa biết. Chưa biết hả? Chừng nào xem thôi. Dạ. Tóm lại chừng nào muốn lên nó lên. Cho thấy sắp lên rồi ạ. Thấy sắp lên hả? Hả? Dạ. Do cây này nó rỡ ngang nhiều nó đâu, rỡ kẹp một chút xíu nữa mới trong này. Vì đào nó không sắp lên. Ừ. Thảo được, bà tiếp tục rồi. Đào nó lên rồi các bạn. Hai cha con đào một lỗ. Chắc quá mà đào cũng lâu nha. Chung sợ đất cứng dữ quá. Trời ơi, cây. Cây ơi là cây. Mẹ cho con dài 2 mét á. Chỗ để cha con mình khiêng ra ngoài trống các bạn. Kiếm chỗ nào trống trống khiêng ra. Rồi bó lại. Xem cây rau các bạn. Bây giờ mình đi kiếm rồi thôi nha, đuổi thôi, mẹ cha cô gai đấy, dây nhợ gai không chết thì chết, sắp đi đây làm sao đuổi giờ hiểu hời cái đi chung ta chung vô chó vậy thôi ấy rồi đây chọn cái mạch nó chứ để coi có cái nào nữa, cha con mình đào luôn cho nó đủ kẹp. Cái gì đâu mà rấu rính dữ vậy, như đống tôn nhỏ vậy. Trời ơi, cái cây có cu nữa chứ. Tôi cho cái cu cái còi đây nó không biết nữa. Kiếm thử. Có cái nào nữa. Có đầu vài bụi nữa. Anh em họ dành hai bụi các bạn. Họ trồng cây này cây trồng bùi trái này. Mà cây ra sao đâu. Góc đầu không thấy. Đồ chất nhỏ quá, không thấy quá, sẽ nói. Chút treo, dũi không à. Trời, cũng gây cái câu. Tôi mồi tới đây cái đọt con nào đâu, gấp đâu. Chô. Cái cầu nhỏ xíu ủng kia sao á. Thám gơ quá. Kiếm. Trời thôi đỡ mình tức mấy các bạn. Mình dũi cho dài không ai ngon. Cây chim chim dài các con. Đây chắc con mình gặp được một cây bụi trồng mồi trái nữa các bạn.
Đây, bụi đây. Bụi đây nó ngon lành cành đào hơn bụi trước nha. Mẹ trời. Mấy gốc này tán lùn được rồi chứ. Chứ mà mình đào bụi cao ra anh em các bạn. Anh em nhận hai bụi, mình đào hai bụi. Trời, cái trái này. Đây, cái này xuống hồi yếu. Chà. Đấy, tay đen cỏ hết đấy. Cái xuống rồi. Còn cái cầu bài của vậy. Cái cầu lại thôi. Kéo xuống rồi. Cái sắc cái kéo vô. Đó, mắn lên. Đây, đưa mày kích ra. Đưa rồi, đưa kéo ấy. Đó. Cái này trúng thôi kìa. Cái hồi nãy thiếu thôi. Kéo xuống rồi, đọc lại cái tay không? Giờ cái trụng. Trụng hết chứ làm gì. Cái mẹn xuống rồi. Đây. Đói còn rồi. Đây, cũng còn, cũng còn. Hơn quá mà cũng còn ngó thấy. Đây. Chưa. Đấy. Cái đây vừa chuẩn luôn ba. Cái khúc đây vừa đủ, hơi còn két nữa. 2 mét. Đào con. Cái gốc này nó ngon lành hơn gốc mẹ. Yeah. Có lúa nữa nè. Không có, gốc này không có lúa. Có hang này, có hang này. Cái chỗ hang nhỏ. Thu. Ở trên đọt cũng keo keo. Nào, đào vậy dắt là dài 2 mét nữa. Thấy. Mình làm hai coi đâu. Ông bác ông dẫn hai coi. Ông bác á. Ừ. Bác Trung ông dẫn hai coi. Còn mình đào hai coi. Hiếm á. Lấy, đưa đây, đưa điện thoại. Là ngoái, cũng lấy cái cưa, cũng kéo, cũng kích dọn hết, nó xung quanh đây. Chưa gì dắt hết sập dân giải. Dọn sạch sẽ. Cái này nhỏ cái kéo, cái nào to cái cưa. Đây, dọn mấy cây nhông nông để mình đi xin trên tròn nó nè. Yeah. Bà mới dọn cái kia, dọn ấy. Rồi bà nghĩ xuống cái con làm này. Còn cái này hiếu hiếu. Cái này. Rào đưa đấy, từ từ bà lại. Đây. Chô, cái này bà ngon lại đi lấy này cái chim chim dây cho mà chín tất cả đây ngon lắm nè cái gì lại Trung Hoa lỗ tên Trung Hoa lỗ tên ấy đấy không thấy Trung Hoa chô tới đây ngon lắm chô trái gì chùm cái chim chim dây cái này chua chua ngọt ngọt nó ngon cái chim chim bụi ra. Chim bụi gạt xèo dễ ẹt. Để cầm nguyên chầm mấy hai chầm nhóm đó. Có rớt. Nó dòng hát thằng dây, còn kêu thằng bụi. Chù mà trái nó đã không không? Như nó chuối vậy. Anh coi ngon không? Mà nó dớ mới lạ. Ngon nhiều. Ngon cái chim nhiều đúng không? Dạ. Yeah. Nó ngọt, cái vị ngọt nó thơm thơm mà nó chua chua. Ngọt ngọt. Đi lại, cho con mình lại. Để bao hoàng tìm. Đi phòng tay rồi. Phòng tay hẹn. Yeah. Đấy, tôi biết mà, dột tay dột chân như đâu mà dở ăn. Làm chảy nước lại đây, con uống cho. Hồng lại uống. Đâu lại coi tới đây. Đào cái cứu con ra, đào không lên nha. Đây. Đây đó, đào tôi coi. Chỗ nào? Đây. Thôi dột tay đào. Đào cứu đây, nó nói là hữu dũng vô mưu nè. Đây. À, không phải ý mạnh mẽ nha con. Lúc nào cũng dùng tí. Sức mạnh nhưng mà phải dùng tí nữa. Cho anh ơi. Anh cho bồi dưỡng lại sức lực. Hồi nhỏ ba đi rừng chim bằng bên cái đó. Bỏ lật cái mũ lại bỏ vô nó rụng hết. Anh em á, mà mày biết cái trái này không? Cái đây là người ta gọi là cái chim chim dây này. Đây. Cái lá nó nhỏ cái chim chim kia cho mà nó dòng thân dây ở đây có bụi mình quay anh em xem cái bụi nó ăn được ngon lắm đây nó này các bạn dòng nó thân dây này nó lên dây này đây. Đấy nó dây cũng dây mà cây cũng cây nha đây bụi nó đây nó trồng này cũng dở sống lắm cho nó khó mình trồng rồi mình biết nha. Cái nào không biết mình nó bậy đâu. Cái đây trồng giỏi sống lắm. Tay nó đây. Anh chung hộp hộp con không? Dạ. Thảo đưa mình nghĩ các bạn. Mình đào cho thằng con mình. Không nó lên trò tắm gì. Bị dột à? Hả? Bị dột à? Dột tay anh. Dọn sạch sẽ. Sao coi đến dọn đó chi trời. Để nó chọt cái mông. Tấn cái lưng trời đấy. Chô còn cái chô mồi đi. Chính đen coi. Rất là bự chơi. Phải cỡ 40 hoành đi chứ, 40 dư.
ta lấy. Đậu đúng cao 2 mét nó. Có bấm nhấn nút không? Dạ. Đúng đá này. Đá vào cũng dưng rõ đó. Ông bà mình phấn hiếu. Dạ. Ông bà phấn nhau. Ông bà phấn là rừng vàng biển biển bạc. Đúng rồi. Và đem sách giờ lên đào mà không thấy vàng đâu. Phấn ta đào gần trước có thấy vàng đâu. Đào 20 năm trời mà không thấy vàng mà. Ông bà chẳng xấu. Phấn. Đúng không? Dạ. Ông bà mình phấn quá thì ông máu. Phấn con cháu đừ. Rừng vàng biển bạc. Mà đào 20 năm cũng không thấy một cục vàng đâu hết. Đào quá một đấy. Giờ mà có thấy vàng đâu. 20 năm trời một cục vàng cũng không có. Đúng không ạ? Mảnh nhỏ không có. Để mà ông bà mình nói rừng vàng biển bạc đấy. Vậy mới nói ông bà mình phấn đấy. Mà xấu quá. Chơi xấu thiệt. Bởi ta đào tôi có vàng nha. Dạ. Ông bà ta xấu lại. Đào kém củi hơn 20 năm mà. Không thấy vàng đâu. Không thấy một cục vàng. Không thấy vàng đâu. Ta cứ lúc có con cũng cần vàng mà không có nữa. Rồi cha đào có, đào con lên đào có con. Con có cuốn đào ấy. Đào riết nó cũng mòn cái muối núi lên cũng rồi đấy. Rừng vàng biển bạc ai ơi. Đào riết cái núi này thấp xuống là chừng cũng thấy vậy chứ khỏi lo. Rừng vàng biển bạc ấy. Dạ. Đào hoài có thấy vàng đâu. Đào hoài không thấy trời vàng. Trời ơi, mày quá trong mấy rừng mắt mắt là tốn kìa. Dạ. Rừng miếng thịt chết. Đào hoài không thấy vàng đâu mà chỉ toàn thấy đất đá lên hờ. Đào mùa hôm phải như một cơ tế cùng mình này. Thấy vàng đâu. Ông bà chơi giỏi. Chơi kỳ cục ghê á. Cái cây mà nó dài mà nhớ cha mày à mày. Đâu có. Cái nào mày nói vậy. Chụ. 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 Trúng vàng rồi. Trúng vàng đâu? Ừ. Chua cha vàng chuột đúng không mà. Vàng chuột hay vàng gì vậy? Hơn quá. Đây cũng vàng này. Chua cha cục vàng nó to trên bành vậy luôn. Cục đấy bán cũng được nhiều tiền lắm á. Vàng hả con? Làm mấy con. Rồi trúng vàng chuột không? Dạ. Tâm đừng có rửa chuột. Cho đời tôi nó bất khổ. Rửa chuột nhiều quá sống trong hang chuột á. Mệt như con quạt. Hợp tác cái phụ ba đầu con. Dạ. Đây đào xong các bạn. Kích đầu còn lại cái thằng này mấy mét còn đứng thẳng lên ta nói chứ còn cao bao nhiêu nó tầm còn mấy xe máy còn mét bảy mấy mét bảy anh dạ mét bảy ba dạ nó 2 mét đúng không ạ chứ cái bộ rỡ này lật xuống vai thôi lật lên phía trên kìa lật lên phía trên đọt lên phía trên này lấy xà beng nó cắn thử coi sợ mấy hết rồi còn dính lại ít đất rừng đây. Đấy, ối đấy. Ối gì đây bây? Ổ kiếm. Ối, nó cứng lắm. Biết ối gì rồi đây biết. Ổ kiếm, nãy mình thấy có ổ kiếm chứ. Sao? Giữ lại nhiêu đất đây các bạn. Dắt đi, coi thử, lấy chân con coi. Ừ mày. Chân nó to. Ôm hai tay còn thứ đây. Hai tay gan cái này, thứ toàn gan. Đây này, hai tay ôm vô. Mình có thuốc được kìa mà. Ôm hai tay vô dưới đây. Đúng không? Đụng không? Hai đầu đụng hết đây. Từ đụng đầu ngón giữa. À đụng đầu ngón giữa nào? Dạ. À.
Thật, bó bầu, dắt xuống, dắt xuống. Dắt xuống, rồi dắt tiếp cạnh nữa. Hai cây gì à? Đây, mình băng bó xong rồi. Bây giờ là cha con mình dắt đi các bạn. Dắt con xuống đường cái. Ra tới đường cái là cộng xe rồi. Chú, ngó thường để đi cũng. Cũng mệt đó chứ. Chú. Ở như thuốc hả? Cha con mình đem ra ngoài các bạn. Hai buổi. Con đo cái vần gốc bao nhiêu con? Chiều cao khoảng 2 thước. Đo cái vần gốc mở gốc bao nhiêu? Vần gốc ấy. Ừ. À, tới đây đúng không? À, vần tròn cho ốm ốm đấy. Rồi, thánh thước lên sao ẻo như vậy? Rồi, đây. Đánh thước lên. Rồi. Tôi coi, làm gì kém cái đầu vô tôi mới rồi. Bốn mố. Bốn mố mở xuống là... Bốn mư. Đây, đây, đây nhiêu? Ở đây tương nhiêu? Đây, cái đo luôn đi. Đo luôn, đo hết luôn, một bụi luôn. Đây. Đây 45. 44. Rồi. Cho cha nó lên. Trời kêu rất sợ. Thôi cha con mình kiếm này. Kiếm chỗ nào mát giá tới chỗ mát của gì các bạn. Thôi chuyến đi rừng của cha con mình à. Xin kết thúc ở đây. Cái buổi này lý do là cái đó nó cao hơn chút, cái đọt cả thả cao hơn chút ấy.